Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dự án StroV, và cái dự án này đã được list ở trên sàn MXC rồi nhé. Giá trị một đồng token là 27 USD cho một đồng token. Đây là một cái giá trị rất là cao nha các bạn. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận cái token có ký hiệu là HStroV, và các bạn có thể sử dụng cái token HStroV này để staking. Staking hiện tại chương trình của nó chưa bắt đầu nha các bạn. Và các bạn có thể dùng cái token HStroV để có thể staking và nhận cái token StroV nha. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta truy cập vào trang chủ của nó. Sau đó các bạn nhấn vào phần Unlock Wallet cho mình. Unlock Wallet thì các bạn sử dụng ví MetaMask nha các bạn. Ví MetaMask, và các bạn sử dụng mạng Binance Smart Chain cho mình. Ok, ở đây thì mình cũng đã có một cái bài viết hướng dẫn cho các bạn cách để có thể kết nối mạng Binance Smart Chain với ví MetaMask này. Nếu như bạn nào mà chưa biết cách làm ấy, thì xem lại cái bài viết này nhé. Ok, các bạn chỉ cần add những cái thông tin này để có thể sử dụng mạng Binance Smart Chain. Và cái điều quan trọng là các bạn phải có một ít cái token BNB ở trên mạng Binance Smart Chain để các bạn có thể làm phí để claim cái token HStroV này nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ đăng nhập vào bằng ví MetaMask cho các bạn này. Ok, đây thì nó đăng nhập vào luôn bởi vì mình đã đăng ký rồi. Và bình thường thì nó sẽ có một cái nút gọi là nút confirm ấy, để chúng ta có thể đăng nhập vào. Và cái điều kiện là các bạn sẽ phải có phí ở trên này. Các bạn phải có đồng BNB mạng Binance Smart Chain ở trên ví nhé. Để các bạn có thể claim, tức là làm cái phí gas nó cũng rất là thấp thôi. Nó tầm chưa đến 1 USDT đâu. Đấy, thế nên là các bạn phải có phí để các bạn có thể claim cái token. Đấy, sau khi các bạn nhấn claim này thì các bạn sẽ có một cái nút confirm để các bạn xác nhận, và các bạn nhấn confirm, và sau khoảng tầm mấy giây thì chúng ta sẽ nhận được token. Và các bạn có thể kiểm tra cái token của các bạn ở trên ví MetaMask bằng cách là ấn vào ví này. Sau đây các bạn nhấn add token. Add token thì các bạn nhấn vào phần custom token. Custom token thì các bạn copy cái token address của cái token HStroV để có thể xem được là mình đã có bao nhiêu nhé, mình đã claim được hay chưa. Đây, đây các bạn vào đây, các bạn vào ví này, sau đó các bạn nhấn vào phần add token, sau đó các bạn nhấn custom, các bạn nhấn địa chỉ contract address của nó vào thì nó sẽ hiển thị những cái thông số cần thiết. Các bạn nhấn next thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của bạn đang là 1100 token của mình ấy, đang là 1100 HSO. Mình ấn nhấn add token thì nó sẽ hiển thị phần này cho mình. Đấy, và các bạn ấn vào phần invite cho mình nhá. Invite thì đây là cái đường link giới thiệu để giúp cho các bạn kiếm được 100 HSO cho một lượt giới thiệu claim thành công. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần đăng ký ví sử dụng ví MetaMask có một ít phí là đồng BNB mạng Binance Smart Chain ở trên trên web của chúng ta thì các bạn có thể nhận được nhá. Rất là đơn giản. Nếu cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.